cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát an trụ bố thí ba la mật đa mà dẫn nhiếp bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát dùng tâm không nhiếp thọ, không bòn sẻn, khi tu bố thí, đem sự bố thí ấy cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát khi ấy, quán người nhận, người cho, vật cho, đều như trò huyễn hóa, chẳng thấy sự bố thí ấy đối với các hữu tình có ích lợi có tổn hại đạt không thắng nghĩa thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ bố thí ba la mật đa mà dẫn nhiếp bát nhã ba la mật đa bây giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật bạch Thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa Phật dạy này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát an trụ tịnh giới Ba La Mật Đa mà đầy đủ thân luật nghi, đầy đủ ngữ luật nghi, đầy đủ ý luật nghi, tạo các phước nghiệp, do đầy đủ luật nghi và tạo các phước nghiệp, nên xa lìa sát hại sanh mạng, xa lìa việc không cho mà lấy, xa lìa dâm dục tả hạnh xa lìa lời nói hư dối, xa lìa lời nói thô ác, xa lìa lời nói ly gián, xa lìa lời nói hỗn tạp, xa lìa tham dục, xa lìa sân giận, xa lìa tà kiến. Bồ Tát An Trụ tịnh giới Ba La Mật Đa như thế, chẳng cầu bậc thanh văn, độc giác, chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột. Bồ Tát An Trụ tịnh giới Ba La Mật Đa như thế, rộng tu bố thí, tùy theo các hữu tình cần ăn cho ăn cần uống cho uống cần xe cho xe cần y phục cho y phục cần hương cho hương cần tràng hoa cho tràng hoa cần anh lạc cho anh lạc cần hương xoa cho hương xoa cần đồ nằm cho đồ nằm cần phòng xá cho phòng xá cần đèn đuốc cho đèn đuốc cần của báu cho của báu cần đồ dùng cho đồ dùng tùy theo các nhu cầu đều cho đủ hết, lại đem thiện căn bố thí như thế cho các hữu tình, cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng cầu bậc thanh văn độc giác, thì này thiện hiện đó là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa, mà dẫn nhiếp bố thí ba la mật đa, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát an trụ tịnh giới ba la mật đa mà dẫn nhiếp an nhẫn ba la mật đa phật dạy